Hello, hello, chào các bạn. À, các bạn ơi, hôm nay thì team của tụi mình sẽ tổ chức cho một cái trò chơi, đó là chơi là nhảy cò bẹp nha các bạn. Thì sao hình thức đó, bây giờ là mình chia đội ra, giờ có 5 người nhưng mà mình sẽ làm trọng tài nha. Còn Sơn với Tuấn đến, chào bạn. Và bạn Út Lát sẽ là chia ra làm hai đội nhảy cò bẹp với hình thức như gì. Thì mỗi đội chia ra làm hai, sẽ là mỗi người có một cái dĩa nha. Thì cái dĩa xong thì mình trở về này, mình sẽ múc một dĩa nước. Dĩa nước là mình cầm hai tay như vậy, hai tay gì điểm ở đây là cò. Chú Bảy nhảy thử đi, chú Bảy nhảy thử đi. Điểm đây là cò, điểm đây là chẹp, điểm đây là cò, điểm đây là chẹp. Là lên đây rồi mình sẽ đổ nước vào cái chai này. Ai đổ đầy cái chai nước trước là sẽ thắng 200k. Bữa nay là chơi hơi lớn chút xíu. 200k, 200k các bạn ơi. 200k là của bà chứ không anh. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. 200k các bạn. 200k rồi, ông Sâm bắt đầu. Bữa nào thắng thì sẽ nhận phần thưởng. Rồi bây giờ bốn bạn A Q B đi chắn. Rồi té là nhảy lại luôn ha. Là tới bò nhảy chứ. Nhảy tiếp sức. Tiếp là bò nhảy phải không? Đúng rồi, rồi. Bò mình lên tới đó thì bò mình trở về thì bò mình với này nhảy lên. Rồi. Nhưng mà bò phải đi ra ngoài đi nha, đừng dướng. Rồi. Té thì quay lại múc nhảy lại từ đầu. Rồi nhảy lại từ đầu tại vì có cái dĩa à. Hai cái lận. Hai cái dĩa mà. Cái dĩa thì bên cái rồi. Không, nhảy từ bồ đi, tính thời gian. Nhảy từ bồ tính thời gian cái gì? Ừ. Hai người. Hai đổ bị chai đó trước thời gian ngắn hơn thì thắng. Đúng. Người chai này nha. Cái này khi nào anh té bật. Như vậy thì nhảy đổ một chai à? Đổ một chai không à? Chai à. Rồi, tính thời gian nha. Lấy cái điện thoại nào không? Canh thời gian. Lấy điện thoại nào canh thời gian? Điện thoại nào canh thời gian ai? Lại bắt bầu đi. Ôi, đừng nhảy nữa, nhảy thôi vũ của ta hết bây giờ. Mỗi cái điện thoại canh thời gian giùm mới cửa. Rồi chưa bớt. Thôi khỏi thử, khỏi đâu không thử. Để thử bây giờ là kia bây giờ áo bế chia đội nè. Được rồi. Chút chạy đi. Sao đi? Bây giờ sao? Bà đây trắng vào. Bà đây bà trắng. 2 3. 2 2 3. Rồi, ông chồng. Bao vua kéo vào. Bao vua kéo. Rồi, trước đây. Thắng về trước. Đang nhảy hô nói trên cửa mất thời gian nha. Nhảy trước đây. Nhảy cũng được, nhảy lên đó thì đi về đội. Chừng nào đổ vô rồi bộ dưới đây mới được nhảy nha. Ừ. Nè, bay quay thời gian cho nó giả coi luôn. Bấm thời gian giùm nghe. Rồi chưa nè. Chưa nha, bắt đầu nè. Chưa 7 điểm á, 3, 2, 1 á. Chưa, chơi gì đó. 3, chạy đó. 2, 1, bắt đầu. Rồi đó. Bấm thời gian vô. Bẹp, co, bẹp, co, bẹp. Dạ gọi, giờ đi ra bộ dưới lên. Bước lại. Thì đừng có lông, lên rồi luôn. 2 tay nha, bỏ 2 tay nè Hoàng. Bẹp, thẳng đó mày ơi. Nhảy nè Hoàng. Nhảy. Nhảy cao cao vừa đó, đừng. Chừng nào mới đây. Co, chép. Co, chép. Co, chép. Chép. Không có được chỗ vô các bạn nha.
to đẹp to coi lỏng mà lỏng co bếp co bếp co bếp lẹ lên mày giết đi cái tao đổ rồi không có miếng nước đi trời. Còn cho mày ơi giết đi còn cái đó à co bếp co bếp co bếp hai phút rồi chưa đây chưa còn chút xíu nữa đây chậm được co co chiếu đổ chiếu đổ làm lại co bếp co bếp co bếp bếp Lại từ đâu? Trời ơi, chậm rồi ta. Rồi chưa? Thôi thôi. Kè chế múc hả? Ba phút 39 giây đó là của... Chế làm gì anh Sơn? Rồi, rồi. Chưa, bấm giờ chưa? Rồi, chưa. Cái hàng nhân lượng cũng được không? Rồi nè. Đem này. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhảy, mẹ. Con nhảy đi cho mẹ lên, lẹ lên. Lại lên. Nhảy lên.
Nhảy cái đó rồi. Nhảy. Không có đúng đó. Nhảy giờ không có mưa rồi. Chặt mưa rồi. Nè lên. Nè. 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 Nhảy đàng hoàng nha. Nhảy đàng hoàng nha. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Cao. Cao. Lẹ lẹ lên nè. Cái tay được một cái là mình chết liền. Trời. Bây giờ nó nhảy đúc lên nó cũng thua đó. Lẹ lẹ lên. Lẹ lẹ. Lẹ lên. Lẹ lên. Con nước chừng đến. Lẹ lên. Bẹp gì mẹ. Con bẹp. Chưa nghe mọi chưa nghe nha. Rồi nhảy. Nhảy gì thấp ngủng à? Cao lên đây. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Cao lên. Nhảy vô cao lên đi được. Ông đụng người ta được cao. Đụng cao lên. Cao lên. Lên nào lên đây. Nhảy vô cao lên. Cao lên đây. Nhảy vô. Thôi thôi. Bỏ tay đụng người ta. Đụng người ta. Đụng người ta. Không có đụng. Đụng đụng đụng. Ta không đụng. Có người vi phạm ta sao? Chơi mạnh vậy đó. Nhảy ra ngoài, nhảy ra ngoài. Đừng nói la trời. Lẹ lên nha. Ừ lẹ lên. Rồi. Lẹ lên. Lẹ lên. Cho bẹp. Mệt quá. Mệt. Rồi rồi đây rồi. Chưa chưa. Chưa đây. Chị bông này, chị bông, chị bông. Chị bông không à. Chị bông ơi. Chạy gì đi đi. Chưa đây. Chưa đây. Đổ gì. Co chép. Co chép. Co chép. Co chép. Lẹ lên. Trời ơi trời. Đầy chưa? Ôi, chưa đầy. Cái gì không thuộc đâu. Ôi, có ai làm gì đâu. Còn bọt nè. Lẹ lên. Chứ lên. Lẹ lên. Chết chết. Đổ nữa không? Chơi gạt vua. Ôi, vô đi. Ôi, quay gạt vua tới. Không có đâu, chẳng thấy hết mà. Không có gì mà. Thấy hết rồi. Cái gì đâu rồi. Không biết. Cái gì đâu rồi. Tới hôm nay rồi gạt ha. Tới gạt đâu. Dám chát đâu được, chạy lẹ lên nè. Lẹ nó còn nhiều nước sức nè. Rồi sao thua rồi, 4 phút mấy rồi. Lẹ lên. Lẹ lên. Chạy vô lẹ nha, dở dọ cao lên nha. Thấp, 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 không có gian được đâu à. Ừ. Nhiều phút rồi về, nhiều phút rồi. Cao lên. Ừ. Cao lên đi. Chị bóng không? Xà bông cái gì? Đổ bên đó xà bông bỏ. Xà bông đổ bên đó xà bông bỏ. Đừng có hành vi ăn gian ta. Nãy giờ bà quả nó gian không thôi. Thôi nè, gian đâu mà gian. Ta chơi lịch sự mà, gian gì? Cho đầy đi, bọt hoài nó đổ không đầy đâu. Còn cái nữa là đầy đó. Đổ đi. Chưa đầy nha. 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 Chưa đầy. Chưa à. Trái nữa đi. Ờ. Đợi đợi đến. Bấm vợ đi, bấm vợ đi. Cái trai của ta ừ. Đây ra. Bấm vợ ơi. 5 phút 8 giây. 8 giây. Gieo. 5 phút 8 giây. Ôi chị cao ơi. Thắng chị 5 phút 8 giây. Thôi ta có bằng thưởng đi, dễ thưởng đồ quà. Còn mấy dao ơi, thời gian chạy nắng mà. Ừ. Ủa, lại có dao vậy hả? Vô đây, vô đây. Thôi bớt không thôi. Bớt cái gì bớt? Nếu cái chép nãy giờ cái xì bông vậy. Rồi, đây. Rồi, chơi, kéo cho anh đây luôn à. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Rồi, mình
5 giây mấy phút vậy? Lối nào đó đi. 5 phút. Lại chi? Đắp lại. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Thôi các bạn ơi, trò chơi thì thắng thua mình cũng biết nè. Đội của đến với Sơn là thắng 5 phút 8 giây hả? 5 phút 8 giây. Còn đội của Úc Lát với Tấn là 3 phút 29 giây. Vậy là đội của Úc Lát với Tấn là đội chiến thắng. Chúc nữa rồi. Ủa? Mất tiêu rồi. Mắc thằng thưởng à. Nước vậy đó không? Cha nó kéo đó. Càng cứ tính lấy rồi. Thôi, không có lấy à. Nãy em lấy anh dành nè. Thôi mà anh dành còn cái đó mà anh để cho. Đi sơn quá à. Mất tiêu bằng thưởng rồi. Lát rồi đó. Vậy là mày ăn chậm. Dạ, bạn Tấn và bạn Lát là người giành chiến thắng với bằng thưởng 200k. Em ca các bạn ơi. Bạn đến chào bạn. Làm gì vậy? Bạn đến chào bạn Sơn. Chứ này ca nắp quá. Rồi các bạn ơi, cái trò chơi hôm nay là nhảy cầu bẹp nhận bằng thưởng. Trò chơi hôm nay cũng cũng game đó. Của Úc Lát và Tấn đã giành chiến thắng nha các bạn. Thắng nha các bạn ơi. Anh em của chúng mình xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn clip lần sau. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Yeah.